Vâng, chúng ta hãy cùng chào đón nữ ca sĩ Mỹ Tâm trong một sáng tác của chính cô về tình yêu sự thật ta yêu nhau. Anh trao dường như tối hơn. Khi anh xa em, sao còn không muốn lấp lánh? Nhớ anh và bao nghĩ suy. Tình yêu đôi ta là về tình yêu đôi ta, một tình yêu như mới bắt đầu. Người ta quen nhau và rồi người ta yêu nhau, thật gần mà lại xa xôi. Phải làm sao để nói? Phải làm sao để xóa bức tranh? Người cứ xóa đi phương nào, mình cứ quen nhau không chào, yêu thương rồi lại xa nhau. Phải làm sao để giữ lấy anh? Phải làm sao để vẽ bức tranh? Người cứ xa kia trở về, từ tiếng yêu không nao nề về bên em, cho em phút giây yên bình. Ta không yêu nhau như người ta đang yêu nhau, đắm say chỉ là phút giây. Đôi khi suy tư em ngồi viết lên trang thư, nhớ anh và bao nghĩ suy. Một tình yêu như mới bắt đầu. Nhiều khi anh đi một mình ngồi trong cô đơn, nhìn lại tình yêu chúng ta. Phải làm sao để nói với anh? Phải làm sao để xóa bức tranh? Người cứ xa đi phương nào, mình cứ quen nhau câu chào, yêu thương rồi lại xa nhau. Phải làm sao để giữ lấy anh? Phải làm sao để vẽ bức tranh? Người biết xa khi trở về, từ tiếng yêu không nao nề về bên em, cho em phút giây yên bình. Thank you.